do cái người em đó người ta cố tình, cũng có thể là người ta cứ lẩn tránh vì hờn dỗi với con cháu, vì không bằng lòng với con cháu. Còn cũng có những trường hợp thực ra là ông tổ 7, 8, 9 đời đấy, ông cụ đã siêu thoát lên cái cõi nào rồi, cái sự giao tiếp với linh hồn không được nữa, thì các người thân thì vẫn cứ cố là thôi đây là ông tổ.